Sáng nay, một công ty chuyên chế biến hạt điều tại xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước bất ngờ xảy ra cháy lớn. Vụ cháy khiến khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong gần như bị thiêu rụi. Khoảng 4 giờ sáng nay, một số công nhân của công ty trên phát hiện lửa phát ra từ khu vực nhà xưởng chế biến đóng gói sản phẩm hạt điều, nên hô quán mọi người dùng vật dụng tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, bên trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa sau đó đám cháy được dập tắt vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn sưởng chế biến hạt điều rộng cả ngàn mét vuông nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra